Hey, hey, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại. Đi làm về thì bây giờ đi rước Sophia. Tại vì hôm nay anh Mít ảnh đi làm, anh không có anh không có về nhà. Hôm nay anh ngủ đêm lễ ở tỉnh khác. Mà trời ơi, ta nói hả, thèm sáng ngày đi làm mà ngồi thèm ăn chân gà đó mọi người. Thèm giả man luôn, mà sao cái nết của em nó càng ngày nó càng kỳ cục quá trời. Thèm gì là phải ăn được ngay, còn hơn là cả mấy bà bầu mà sắp mà đi đẻ nữa. Tới trường của Sophia rồi, nhưng mà hôm nay đi làm giờ sớm, tới hơi bị sớm. Thì mới giờ thấy Sophia nó đi lên trên cái nhà hàng ở phía bên này nè, nó ăn xế. Thì ở bên này đi học á, sáng là được ăn sáng, ăn trưa rồi ăn xế ở trong trường nữa. Giờ ngồi đây đợi nó, mà lạnh quá trời lạnh luôn, hơn là trong xe nó có sưởi á, chứ không thôi là lạnh. Ngồi đây đợi là lạnh teo luôn á trời. Bữa nay ở ngoài trời lạnh âm 7 độ, nhưng mà tuyết vẫn chưa nhiều nha, nó chỉ hơi có một chút xíu ở trên thôi, nhưng mà giống như dạng như nó rong đá đó, đi thì cũng trơn trượt, cũng rất là nguy hiểm. Chị Hai đi học ra rồi mọi người ơi. Hey chị Hai. Chào mọi người, con đi học về. Con đi học về, giỏi quá vậy. Về cái là chào mọi người, con đi học về. Đi nè, đi lên xe đi nè. Ừ, nó đóng tuyết, nó đóng băng á. Đâu ra cho mọi người xem đi. Nó đóng cục nước đá. Ừ, nó giống như viên kim cương vậy phải không? Đây là cái chợ Trung Đông. Mấy mẹ con mình sẽ đi vào mua, đi chợ. Trong đây bán rất là nhiều cái đồ hay ho, đồ châu Á của mình. Giỏi quá chị Hai. Lấy được không? Có cần mama giúp không? Ôi trời ơi, what start rồi. Look at this here. Giỏi quá. Rồi con đi vô đi, con lựa đồ đi. Thấy cái bánh là đứng dừng lại à. Con ăn trái lụ à, con ăn thì con lựa đi. Lụ rẻ quá vậy, có 29-30 đồng một ký à. Trái lụ trái này, trái nấy rất là to. Cái lụ này ngọt lắm luôn á. Mà cái vỏ nó mỏng hay là mỏng. Con lựa đi. Lựa trái nào nó đỏ đỏ mà nó bự bự á. Tính ra. Ờ, ok. Cải thảo ngon quá mọi người ơi. Có 15 đồng một cái cây cải thảo như thế này nè. Rất là to, chắc lấy một cái này về đi. Bữa giờ coi mấy cái clip của mấy bạn Hàn Quốc á, người ta làm kim chi cải thảo á, ngon quá trời ngon luôn, về phải làm thử. Trái hồng cũng rất là ngon nha, hai trái 15 đồng. Con lựa mấy trái nào cứng cứng á, mà nó màu cam đẹp á. Ừ. Nè, mấy trái giống vậy nè, nó mới ngon, nó mới ngọt. Ủa không, cái này không ngon. Đẹp quá trời đẹp luôn à. Ừ, bỏ vô đi nè. Hai trái à hả? Lấy thêm nữa không? Không. Không à, giờ thôi đi lấy cái khác. Rồi lấy gì nữa? Chết ba tô mốt hả? Cà chua này cũng rất là rẻ, có 10 đồng mà. Có 10 đồng một hộp vậy. Cà chua này nó ngọt nè. À, hai cái 10 đồng. Hai cái 10 đồng con à. Có 5 đồng một hộp như vậy à, rẻ quá trời rẻ luôn. Ok, lấy thêm một cái nữa. Cái quầy này là bán mấy cái đồ hàng châu Á nè mọi người. Thì ở đây nó có phở luôn nè. Cái hũ này để đi nấu phở nè. Bên đây nấu bún riêu. Ở trên đây thì nó có bán cái chili pasta, là cái bột ớt của Hàn Quốc nè. Rồi bên đây mình thấy nó có bán một cái chai này nữa nè mọi người. Đây, một cái này là kim chi sauce. Là cái này cái sốt để về làm kim chi nè. Chắc mua cái chai này sẵn để về trộn vô ăn thử coi nó có ngon hay là không. Chứ mua cái ớt thì phải bỏ đầy đủ gia vị vô nữa. Cũng không biết sao, để mua thử này đi. Quầy này là bán hải sản nè mọi người. Wow, ở đây nó có bán bạch tuộc nè. Bạch tuộc nhìn ngon quá à. Đen. Con bạch tuộc này nè. Cái này cái chân bạch tuộc. Còn cái này là nguyên một cái con mực. Mà bên đây toàn là đồ đông lạnh, nhưng mà ăn thì nó cũng bớt ngon.
đó. Gabi shop Benson. Gabi shop Benson là smoka. Cái này nhìn ngon quá à. Bên kia là cái con mực nó sắc ra thành cái bông rồi nè. Cái này thì ăn lẩu, nhúng lẩu. Nhưng mà thôi chắc mua cái này về làm sa tế đó. Con không ăn à? Yêu yêu cái gì mà yêu? Không biết ăn cái gì mà yêu yêu. Cái này là chả cá. Ăn không má mua cho bực bịch về chiên về ăn ha. Dạ. Ừ. Đây tới rồi. Chân gà của tôi. Trời ơi thèm quá. Một bịch như vậy là chân gà đông đá đã làm sạch sẽ sẵn rồi mọi người. Thì có giá là 34-35 đồng một bịch. Là khoảng 100 ngàn á. 100 ngàn từ Việt Nam một cái bịch này là 1 ký. Rồi bà đi vô trong cái chỗ này là bà dừng lại bà coi kẹo coi bánh. Cái đó là gì? Khuy li à? Là rau câu. Cái rau câu đó ăn dở lắm mà con thích à? Dạ thích. Mà có ngoan không mà đi vô cứ đòi cái gì cũng thích hết trơn á. Kêu tôi mua, ngày nào tôi cũng mua hết trơn. Nghĩ kêu cái gì là chiều cái nấy à? Có ngoan không? Có nghe lời mẹ không? Không biết. Không biết. Trời trời, hỏi nó có ngoan có nghe lời nó không biết. Thôi bữa nay là ngày thứ mấy mà đòi ăn kẹo? Hay là bữa nay mua là để dành cho thứ bảy ăn? À, bà vô đây là bà mê lắm, mấy cái này là vừa kẹo vừa đồ chơi á. Rồi chị hai lấy để rồi đồ vô đi. Để nói không? Nè, má ba đưa cho con. Trời ơi, bên ngoài nó tuyết quá trời tuyết luôn nè mọi người ơi. Mới giờ đi làm về đậu xe vô, mới có nửa tiếng đồng hồ chưa tới nữa. Mà coi như tuyết nó phủ trắng xóa hết cái xe luôn rồi. Đang tính mua một cái miếng chùm lên trên cái xe đó để khỏi phải cào tuyết á. Chưa kịp mua nữa mà bây giờ tuyết nó rơi khủng khiếp chưa. Dạ, dạ, ai liếc cho con mẹ. Trời ơi, nó thấy cái cẳng gà mà nó đòi như vậy nè. Ông bà cô chú ơi. Nè Alice ơi, đây đây, cẳng gà xong rồi. Ê ê, dành hết nguyên dĩa của tôi luôn hả? Chị hai mời ông bà cô chú ăn đi. Mời ông bà cô chú ăn. Giỏi. Trời ơi, nó đòi ăn ớt. Đây nè, để đây nè. Xịt vô đó đó rồi, xong rồi con chấm. Hồi hơi sáng giờ, tao nói tối hôm qua nằm ngủ. Ngủ nằm mơ. Nằm mơ thấy ăn chân gà, xong sáng là dậy đi làm mà tao nói thèm. Cứ nghĩ là quẩn quẩn trong đầu là cái chân gà, chân gà. Quên nữa. Xin lỗi mọi người, mời mọi người cùng ăn. Quên, quên. Nè, chị ba ăn thử đi. Nó ngon, nó đã lắm. Nãy mai lấy cái dĩa rồi cho con đựng xương. Nè, cho con đựng xương nè. Để đây cho nó chùi tay. Nó đã lắm mọi người ơi. Nó giống như là lên cơn thèm mà ăn cái nó vã đó. Lên cơn vã đó, ăn nó cái nó đã dễ sợ. Baba con đã học. Youtube tìm cái gì đi. Mình quất. Alice luôn có biết ăn không? Alice một cái chân gà luôn nè, con ngậm luôn nha. Rồi ăn đi. Nhâm nhâm đi Alice, nhâm nhâm đi. Nè, thích tâm đó mà. Tập cho cả nhà ăn chân gà hết luôn. Bà mẹ này bà cho ăn cái gì mà toàn là xương không vậy trời. Cay quá, ai kêu ai mượn tấm chi cái tương ớt cho nhiều rồi cay. Dạ tôi cú, nói tiếng Việt Nam đi, con phải học vô con nói tiếng Việt Nam. Ngon quá.
Ngon quá. Doing here, they don't need the static. Đừng tự làm, nó đâu có cài đâu. Rồi vô thuộc xỉ. Ủa, vậy giờ cái mì ý bỏ luôn không ăn hả? Hả? Dạ ăn xương gà không ăn mì à? Nhãn quang mì rồi vẫn còn thèm, cái kêu mình về làm thêm mì nữa cho ăn. Làm xong rồi bây giờ ăn chân gà luôn rồi. Glum mà bóp là con quên. Con quên. Hồi xưa không có biết ăn chân gà đâu mọi người. Đó. Tại vì hồi xưa không có thích ăn xương. Thì cái là mình hồi xưa là mình nghe mấy người lớn nói không, ăn gà mà ăn cái ức gà chán. Còn mình á, mình rất là khoái ăn cái ức gà. Rồi cái không có thấy ăn xương cho nên không bao giờ ăn mà cái chân gà gì hết. Cái tự nhiên tự khi mình đi qua Thụy Điển tới giờ thay đổi khẩu vị. Tại bên Thụy Điển mình ăn cái gì cũng toàn là phi lê, thịt ức gà, phi lê rồi phi lê heo, phi lê bò. Không ăn nhức ngán quá. Cái lại khoái ăn xương, gặm xương. Bữa nay mà làm thêm lon bia nữa là ngon. Nhưng mà thôi. Con mít ở nhà thì nó hả? Chia với ảnh một lon hai người uống. Còn không có thôi khỏi luôn. Con mít hôm nay anh đi làm, anh ngủ đêm là ở Jetta Boy rồi. Nhưng là nay Jetta Star kia mình Jetta của đó. Bỏ ớt cho nhiều vô rồi cay, cái gì cũng cay hết. Này ngon. Ngon không? Chưa là phải tu. Con ớt tiếng Việt ư? Con nói trời ơi ngon quá. Gư và gư và gư. Alice nó lặn sạch sẽ hết trơn luôn kìa. Ôi. Mấy cái móng, mấy cái chân gà. Nó ăn hết trơn, nó nhai xương luôn. Ừ, con nhai hay là con bỏ vậy Alice? Con nhai hay con nhả rồi? Trời ơi, nó nhai sạch luôn, nó nhai nó nuốt xương luôn á. Chị hai lấy đi cho con à. Chị hai lấy đi, chị hai lấy sữa cho con luôn. Chị hai cẩn thận nha. Uống sữa. Áo sữa. Uống sữa. Alice nói đi uống sữa. Alice ăn nữa không? I love you, Alice. Tắc tắc. Con nói đi cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi. Con nhai kỹ không? Có chừng mắc cổ nó làm nuốt xương luôn vậy con. Vừa ăn vừa nhảy vậy đó hả? Chị hai chị ba ca một bài đi cho em nhảy là. Ôi. Chị ba giỏi quá, chị ăn nhiều lên. Chị hai nữa kìa. Ông bà cô chú nói chị hai phải ăn nhiều lên cho nó mập lên nó mới đẹp kìa. Xạo. Mấy đứa nhỏ này nó không có chịu uống sữa rồi. Tối lên nó đi ngủ luôn, nó uống nước không vậy đó. Rồi bây giờ leo lên giường nằm ngủ rồi nè. Tới giờ ngủ rồi để ngày mai còn đi học nữa. Ngày mai là bữa cuối rồi. Giờ con nói đi, con nói bye bye đi, chúc mọi người ngủ ngon đi nè. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Chị hai nói đi nè. Bye bye mọi người, ngủ ngon mọi người. Chúc bà cô chú ngủ ngon. Bắn tim vậy đó hả? Trái tim bùm vậy đó hả? Alice, thấy đưa. Alice.